Dù như giờ nhà Đức nấu ăn với mấy cô trong bếp đi, lúc rảnh nhà Đức dẫn mấy cô đi vòng vòng niệm Phật, nó vẫn hay hơn là lúc rảnh nói chuyện tào lao. Ví dụ như giờ mình niệm Phật nó đặc biệt hơn là mình ngồi nói chuyện cơ hơn chi. Niệm được 10 câu Phật hiệu cũng ngon, một câu cũng ngon hơn là mình ngồi mà nói chuyện 1000 câu tào lao bác sĩ. Không nên á, mỗi một con người biết niệm Phật, biết áp dụng cho nhân viên của mình làm việc chung với mình, nó mỗi lúc mỗi nơi niệm Phật. Mình giờ mình giảng đầu, mình là người đứng đầu mà, mình làm gì thì họ làm theo đấy. Nếu giờ này bây giờ dẫn đi nhậu là đi nhậu, dẫn nói chuyện tào lao thì nói chuyện tào lao, dẫn ở giường bóng giấy chơi thì giao như giường giấy chơi. Nhưng mà giờ mà dẫn đi vòng vòng niệm Phật đi, niệm Phật quan trọng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thường sáng mà niệm Đức xuống nhà bếp là cái đầu tiên là chúng ta phải làm, đó là niệm Phật. Nên là mỗi một người chúng ta ở ngoài xã hội gì, mình là người Phật tử thì biết niệm Phật. Gia đình có ngôi tam bảo hay không có ngôi tam bảo gì, khi mình đi làm, nếu nhà mình không có ngôi tam bảo thì chắp tay ngay bàn thờ chủ quyền niệm 10 câu Phật hiệu. Còn nếu có ngôi tam bảo thì trước ngôi tam bảo niệm 10 câu Phật hiệu hay đi làm. Khi đi làm xong về thì niệm 10 câu. Cái tâm này thôi quý vị, nó cũng là rất đặc biệt nhé. Còn nếu mà mình đi đến công sở, mình chuẩn bị vô làm là mình cũng niệm Phật 10 câu, cầu Phật gia hộ cho mình làm việc gì nó cũng đúng đắn đàng hoàng, không có làm sai. Giống như niệm 10 câu Phật hiểu là cầu Phật gia hộ cho mình làm việc cho đúng với lời Phật dạy, không có làm những điều mà lợi mình đi hại người khác. Nên những đức mà xuống nhà bếp cái là cái khởi động như đức là niệm Phật này rất quan trọng. Ai với đâu đi phụ bếp là ở trên thành phố là rửa rau thì rửa nhiều lắm, rất là nhiều luôn, có nghĩa là rau muống mấy chục gỗ luôn á, rửa muống mấy chục gỗ luôn. Nhưng mà không có rửa kỹ như chùa mình, tại vì rửa mà kỹ quá thì thành phố đâu có nước đâu, có nước xài đâu phải như là mình đây đâu, nên là rửa cũng tương đối. Có khi lấy cái nước rửa rau này rửa chén đây nè, tại vì không có nước như mình đây nhiều mà rửa nhiều dữ lắm. Có nhiều người mà người ta kiếm tiền mà người ta rửa chén mà tay người ta nước ăn đến mức mà cái tay cứng ngắc luôn á, phải mỗi ngày phải làm phải đụng cái nước vậy nè để cho cái da tay mà được ăn nước, dùng nước nó mềm lại. Còn lên ngủ một tiếng mấy đồng hồ là tay cứng ngắc luôn, nứt ra chảy máu luôn, nứt ra chảy máu luôn, nó ghê vậy đó. Nên từ nơi đó là những đứa bây giờ mà làm gì những đứa thấy mình làm khỏe quá, tại vì mình đi làm trong nhà quá ăn cực chứ không phải đơn giản chút nào. Nên con người ta thường nói câu lúc giàu sang đừng quên thở cơ hàng là gì. Mình mà dạy con cháu mình mà cho mỗi lúc mỗi nơi mà đều áp dụng được cuộc sống, đều có thể sống được, chấp nhận được, giống mình lên cao mình đi xuống lại được thì con người mình tồn tại. Còn mình chỉ hướng lên không mà mình không bao giờ mà đi xuống, đến khi một ngày nào té xuống chịu nổi. Nên là mình thấy bây giờ làm như các cô đơn giản thấy vui, gần gũi. Mà làm chung gì mấy cô thấy vui không mấy cô? Vui. Người trên làm chung mình mà không vui nữa thôi. Nên làm mà đặc biệt nhất là đó, đi. Làm quan trọng nhất là trong công việc làm mình đều nhớ niệm Phật. Trong chùa mình bất cứ chỗ nào xung quanh đều có để máy niệm Phật. Nơi này là nơi rửa rau quý vị, nơi mỗi ngày mà rửa rau để
cắt gòn rửa rau luôn nè, lo chúng trong chùa hay ngày lễ luôn, ngày chủ nhật thứ bảy. Mình lúc nào cũng để cái lo niệm Phật, để cái người làm ở đây á, ai ta cũng nghe câu Phật hiệu này rất quan trọng. Mô hình này quý Phật tử, gia đình của mình hay là quán ăn hay là nơi buôn bán gì, lúc nào để cái lo niệm Phật, để mình làm gì mình cũng nhớ Phật niệm Phật, cái này rất quan trọng, rất hay. Rồi xong đó mấy con, sáng nay chúng ta làm một số món đồ ăn. Hôm qua ví dụ như còn chút đỉnh đậu hũ nhật, rồi thêm lấy thêm số cá mồi chay với số chả kết hợp lại cái chút đó là như là món kho đi. Canh thì canh bí ha, còn rau thì cải xanh sầu gừng. Nên nấu ăn mà biết tận dụng cái gì, nghĩa là tận dụng những món đồ ăn mà nó còn dư lại mình biết tận dụng, chứ không phải lúc nào cũng muốn làm đồ mới không. Mà đồ chay mà đồ ăn này cũng quá phong phú quý vị, mỗi món nó đều rõ ràng chất lượng phong phú. Quý vị nhớ là cái món mà sốt cà, cái khi món sốt cà không mà mình ăn đã ngon rồi. Mà sốt cà ngon nhất quý vị nhớ nha, cà thì chua rồi, nên sốt cà mà ngon nhất là chỉ đường thôi, đường thôi là ngon, chứ đừng có niêm bột ngọt muối gì vô, đúng đường là sốt cà chua ngon. Ví dụ như đậu hũ sốt cà chua, hay chả sốt cà chua, hay cá mồi chay sốt cà chua, đều là sốt nước sốt cho thật ngon, rồi để cái đó vô cho nó ngấm chút xíu xíu rồi xong thành một món đồ ăn cho mình sử dụng nha. Ai với làm Phật nói à, niệm Phật thì quen niệm Phật, nấu ăn thì quen nấu ăn, làm gì quen đấy. Cái quan trọng của chúng ta là có thời gian làm, có thời gian. Nên nói dạy con cháu mà thành công là ngay chỗ kiên nhẫn, để nhắm được mục tiêu nào làm là phải cực kỳ kiên nhẫn. Người thành công là người kiên nhẫn. Một cái người mà làm cái gì cũng dễ bỏ cuộc là không bao giờ thành công, chắc chắn. Chính bản thân những đức mà cái lúc ban đầu mà ngồi một mình tập chia sẻ Phật pháp, một mình một mà kiên nhẫn, ngày nào cũng bỏ thời gian một chút để làm điều đó. Rồi từ từ thầy chủ trì cho mỗi buổi sáng nói chuyện với các cụ, sáng nào cũng nói chuyện với các cụ, nói chuyện viết rồi lên pháp tòa giảng pháp luôn. Nghĩa là sự thành công của người đa phần là từ kiên nhẫn. Thì nấu ăn cũng vậy thôi, mình cũng phải kiên nhẫn, làm với nó quen, làm với nó quen. Chứ mình mà làm gì mà mình dễ bỏ cuộc thì không bao giờ mình thành công. Bây giờ mình trồng một cọng cải rồi thôi, mình mà không chăm bón kiên nhẫn thì nó không bao giờ có cọng cải này để ăn, chắc chắn luôn. Nên cái đó là một cọng rau, một cọng cải thôi đó mà nó còn gì. Không chi là mình niệm Phật giảng sanh rồi mình không kiên nhẫn. Có những người niệm Phật 1-2 năm nói không thấy được cái gì bỏ cuộc. Con đường này nếu những biết đi mười mấy năm nay mà như vậy thì không bao giờ có ngày hôm nay, chắc chắn luôn. Nên sự thành công của con cháu mình là tập luyện từ đã làm gì mà làm cho tới cùng, không có bỏ cuộc giữa chừng. Không phải là làm này ba mới rồi bỏ, làm cái ba mới bỏ không phải, mà đã làm cái gì là phải làm cho tới cùng. Người như vậy mới thành công, chắc chắn 100%. Chả này xác mỏng lên chút đi ta, chuẩn bị sốt cà chua ấy vị ơi. Cái nước sốt cà chua rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Ví dụ như mình làm cái gì mà mình là dùng nước sốt với nước mắm chấm đi, mà chỉ cần nước sốt và nước mắm mà không ngon là chắc chắn. Cái món đồ ăn đó quý vị có cố gắng thì cũng không ngon được.
tại vì nó sót rất quan trọng. Iran như thắng chảo nước màu, đã là thắng cái chảo nước màu, nó màu nó đen rồi thì nấu món đồ ăn nào cũng đen thui. Nó nguyên lý là nó gì, nên là cái nước sốt cực kỳ quan trọng. Nước sốt chứ làm chén nước mắm chấm, ví dụ như bánh xèo đi, bánh xèo mình có chiên ngon cỡ nào đi chăng mà nước mắm nó không ngon thì cứ như bánh xèo dở. Ăn bánh hỏi đi, bánh hỏi rồi thịt nướng chay mà có ngon cỡ nào nhưng mà nước mắm nó không ngon thì không bao giờ bánh hỏi ngon. Nên nước mắm và nước chấm rồi nước sốt cực kỳ quan trọng. Có khi nhà hàng lớn đâu người ta làm nước sốt nước mắm là người ta làm công thức luôn, ta rất là giấu, người ta không cho mình biết đâu, tại vì ta sợ bị lấy nghề. Nên sốt một miếng nước sốt cà chua mà mình có thể chan cơm ăn cũng ngon, nó rất là quan trọng. Giống hệt như mình đi tu mà cái nhân quả ban đầu mình không gầy dựng thì dù cả đời cố gắng đi chăng nữa thì cũng uổng công vô ích. Cái nhân quả là giống như cái đường hướng, mà cái nhân quả đó không gầy dựng thì không có làm cái gì mà thành công. Con người mà tu mà ít phiền não là do gì? Tin sâu nhân quả, cái này rất là quan trọng. Nên là cái tin sâu nhân quả nó quan trọng dữ lắm. Chư tổ sư nói mà, cái khởi đầu của tôi tu hành là hay học nhân quả. Nên con người ta tại sao bây giờ mà chúng ta tu hành mà càng tu lâu thì kiêu ngạo ngã mạn càng lớn rồi phù phiếm càng nhiều. Tại vì mới đi tu là đẩy đi học mà đẩy kiến thức vô. Nên tại sao người xưa quy tắc của ta là 5 năm đầu đi tu là công quả, để lót cái nền cho chắc, để chịu khó chịu khổ được. Rồi lúc đó người ta khi sanh trí tuệ rồi người ta muốn học gì ta học, người ta được dạy nhân quả sâu sắc. Người bây giờ khi mới vô chùa tu thôi đã cạo đầu bắt đi học, nên tự nó nhét nhồi nhét kiến thức vô, sau này tu càng lâu có thành phù phiếm, không thành công. Nên cái nhân quả là rất quan trọng. Giống như cái món đồ ăn mà nước sốt nó quan trọng, nước mắm nó quan trọng, thì giống như đi tu gầy dựng cái nhân quả ban đầu cực kỳ quan trọng. Nhân quả đã không được gầy dựng, nhân cách đạo đức con người đã không gầy dựng được thì dù có tu càng lâu thì cũng nó càng tệ. Cái này rất quan trọng. Nên những đối tượng nhắc Phật tử là tin sâu nhân quả, cái cực kỳ quan trọng. Khi tin sâu nhân quả rồi tu ít phiền não, những việc thường nghịch đến với mình tin rằng mình gieo nhân thì sao gặt quả vậy đó. Đây là những đức phi cái nấm nấm cô cho nó thơm. Khi nó thơm rồi thì mình đổ cà chua vô sốt, thì cà chua nó có mùi thơm ngon. Còn ví dụ như giờ mình đổ dầu vô, mình đổ cà chua vô thì nó chỉ mùi cà chua thôi, nó không có mùi thơm. Giống như mình ăn mặn thì có tỏi, hành này kia đâu, phi. Còn giờ mình ăn chay thì có nấm, phi cho thơm. Và khi phi nấm á, để lửa vừa vừa thôi. Tại vì khi mình để lửa lớn quá đó thì nó cháy chảo, với thêm cái nó là nó hát, nó làm cho nấm có thơm. Nên mình để lửa cho nó vừa vừa, để nó ngầm ngắm, để nó vàng nấm từ từ rồi nó mới thơm nấm được. Này là cái quan trọng. Nên có nhiều câu hỏi, ủa sao thầy nấu đồ ăn nó thơm quá? Tại vì nước phi nó từ từ. Còn ta thì người ta để cái chảo nóng quá, dầu đổ vô xèo xèo xèo, nên đổ nấm vô cái nó hát một cái đâu có nóng đâu, nó đâu có ngắm được đâu mà nó thơm. Còn này là nó chín đây nè, nó thấm vô tới bên trong nó chín, nó toát mùi ra nó thơm to. Giống như người tu hành mình phải có thời gian từ từ, chứ mà bây giờ mình dỗ dàng đâu được đâu. Niệm Phật thì an lạc niệm cả đời, chứ niệm vài năm cái nó không thấy cái gì cái bỏ niệm Phật,
thì giống như phi nấm vậy thôi, phải từ từ nó mới thơm, thấy không? Đó, có mùi thơm, thấy không? Giờ này là thơm qua tới bên Mỹ rồi đó, thơm tới Canada rồi thơm tới bên Úc, Úc bên, chứ đừng nói trên chánh điện. Thơm bắt đầu đổ cà chua vô, nghe không? Chua đổ vô. Thì nhớ là sốt cà chua với đúng đường thôi, không để muối, không để ngọt gì hết, chỉ đường thôi. Nếu cà chua mà nó lạc quá thì mình có thể dầm miếng muối tiếp thôi. Còn nếu cà chua mà nó đủ độ chua, thấy không? Đủ độ chua rồi thì hoàn toàn sốt cà chua chỉ đúng đường, nhớ nha, chỉ đúng đường, không để bột ngọt. Để bột ngọt vô nó phá vị, vị chát. Hay chậm. Nguyên một cái nồi nước sốt cà chua này mà như nước đỏ, đường cũng nhiều lắm mấy vị. Nhiều đường á. Tại vì cái này nguyên một chảo bự mà. Nước sốt này là hơn 500 người ăn, gần 600 người. Thì nó phải nhiều thôi, còn vì sốt ít thì đường ít thôi nhau. Chứ đổ đường như đứt là thôi thành chè luôn. Nhớ. Vậy đó mà chút là nước sốt nó ngon. Người ta hồi xưa nó ăn quen á. Cái đồ ăn người ta nấu, nấu xong là người ta nhìn người ta biết cái món đồ ăn nó thiếu gia vị gì luôn. Tại đồ ăn mà niêm mà thiếu gia vị là đồ ăn nó bị khô, khô lắm. Còn đồ ăn mà niêm mà đủ gia vị đồ ăn nó bốc. Như xưa mà người ta làm mấy món gà gu ti được, ta nhìn là người ta biết nó thiếu đường hay thiếu cái gì, nó khô khan bể chứ. Nên cái niêm gia vị là rất quan trọng. Giống như một dĩa đồ xào mà dĩa có muốn xào thôi, mà niêm mà đúng nó luôn xào ngon, mà không biết niêm thì nó kỳ cục lắm. À, gia vị nó rất quan trọng, màu mè đồ ăn nó ngon. Nói thiệt chứ, ăn chay mà biết xào dĩa có muốn thôi ăn cơm cũng ngon. Xào có muốn. Hầm từ từ để cho nó giữ hơi, để cho nó chín cà chua, thấy không? Hầm từ từ. Cái này là tại vì nó ít, nó nhiều quá nha. Còn ít thì mình để lửa nhỏ nhỏ thôi, lửa gì vừa thôi. Này mình chụm lò củi đó, chứ gặp mà lò ga đồ này kia dễ lắm. Bớt lò ga rất dễ. Nên nấu ăn mà nấu lò củi mà đạt được thì nấu lò ga là số 1. Tại lò củi nó khó nấu, tại lửa nó cháy mà đâu có bớt bằng tay được đâu. Gấp đồ ga khó khăn, với khi than nó đã nóng rồi là mình khó điều chỉnh lửa. Còn lò ga rất dễ. Nên ngày xưa như Đức nấu ăn ở thành phố là, có nghĩa là cái lò ga xung quanh Đức rất là nhiều, tại mình điều chỉnh lửa được. Điều chỉnh lửa được. Nên mỗi người chúng ta mà gặp được Phật Pháp quý lắm. Nên như Đức thường nói mấy cô, mình sống trong ngôi tam bảo gì là nó quá bình an rồi. Nhưng mà nếu mình không đủ cái phước là mình không hưởng được cái bình an này. Không hưởng được cái bình an này. Hôm qua mà có mấy sư cô miền ngoài vô đây mà quay phim mà không dám á, sợ sư bà ở chùa thấy. Người ta nhiều khi khó lắm chứ không dễ đâu. Khi mình vô một cái chỗ tu mà phương pháp tu nó đã không phù hợp rồi, mình dính vô cái việc mà xuất gia với người ta rồi, mình bước ra không được. Nếu như những đức mà nó đã không được là những đức bước ra liền. Tại vì sao? Tại vì mình phải chọn một con đường của mình cho đặc biệt, chứ sao mà mình đi mù quáng hoài được. Không được. Đi theo một con người quan trọng đó, cho mình một cái lợi ích, ý nghĩa trong cuộc đời. Chứ không phải là dính vô cái ăn tình rồi mình trở thành mù quáng. Không có. Ăn tình mù quáng là mê hoặc điên đảo. Chúng ta làm cái gì thật sự mà nói, chúng ta phải chấp nhận và chúng ta phải tự nguyện. Điều đó là chúng ta, là bản thân chúng ta chấp nhận.
chứ không phải bị ai bắt buộc. Nếu như là bắt buộc thì cái việc này không đúng. Nên điều là chấp nhận và tự nguyện. Chứ tu cũng vậy thôi. Mình theo người như vậy thôi, mình cảm giác là mình người này mình theo đúng đắn. Mình theo người này yên tâm. Trước nhất là cho mình cơm ăn áo bằng, cuộc sống ổn định. Thêm nữa cuộc sống có ý nghĩa. Cái gì đó rất quan trọng là nó có thật, nó vượt được đạo. Mình theo một con người mà đói khát, bặn đồ rách rưới, te tua thả tơ, ốm ho gầy mòn, bèo nhèo mặt như con mèo, lang thang đầu đường xó chợ, dù cho có vui trước mắt nhưng khổ đau kế bên. Nên theo một người cực kỳ quan trọng. Nên năm xưa Khổng Tử mà ngày đi chu du liệt quốc, tìm một người minh quân mà tìm không ra. Cuối cùng tới năm mà 68 tuổi ngài bắt đắc chí, nghĩa là không tìm ra một người đặc biệt. Cuối cùng ngài trở về quê dạy học. Thì mấy năm sau ngài mất đi, mà trở thành bậc thánh của thiên hạ. Nên mình đi theo một người, mình tìm một người mà có tí chí nguyện, có tâm huyết vì chúng sanh khó lắm. Tại vì con người ta thường có danh có lợi thì ta bảo vệ danh lợi. Ta sợ mình chiếm đoạt danh lợi của ta. Ta nói con người khổ quá, khi không có gì cũng khổ mà khó gì cũng khổ. Bảo vệ sợ mất đi. Còn mình là người tu nó khác người ta. Mình đem cái danh cái lợi mình chia cho người ta hết thì mình càng nhiều thêm. Càng chia cho người ta thì mình càng nhiều. Có người mà bảo vệ danh lợi là người sanh tâm hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ mọn, tiểu nhân. Nên chúng ta phải có danh có lợi mình rải điều cho người ta dùng, thì danh lợi mình càng lớn hơn thêm. Nên ở cõi này có gì đâu dành. Tại sao mình không dành thế giới cực lạc? Ở cõi này không có gì để dành. Vô thường, có được gì đâu mà dành. Nên hiểu được nguyên lý này rồi, mình siêng niệm Phật liền, tinh tấn niệm Phật, không có dám giải đãi. Nên mấy cô làm việc gì trong chùa này ý nghĩa lắm. Bây giờ mấy người mình thôi phục vụ gần 600 người, người ta đi tu cho nó sáng ra xuống ăn cơm, quá xứng đáng rồi. Mà mình làm mình còn niệm Phật được, mình niệm được có Phật hiệu niệm liền. Nhớ Phật là niệm liền, không có nói rằng là cho qua. Nhớ Phật là niệm liền. Những đứa vừa nói chữ Phật như là niệm liền cái miệng mình, niệm liền. Tại vì mình vừa nói nhớ Phật là niệm, mà công đoạn này nó trải qua 10 năm sau, 20 năm sau, 100 năm sau mà người ta coi lại, vừa nói chữ Phật cái là niệm liền. Nhớ Phật là phải niệm liền. Giống mình không niệm sao gọi là nhớ Phật. Mình nhớ Phật là niệm liền. Như Đức nói câu này là trong tâm như Đức tức khắc niệm Phật. Dù nói đó nghe, mà tâm niệm Phật. Nên mỗi ngày nó nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, nghe từ Phật là niệm liền. Giống như mình gặp một món ăn, mình được ăn là mình phải ăn chứ, mình mới cảm giác được. Thì bây giờ nghe tới Phật là mình nói niệm Phật. Nó là tin Phật là phải niệm Phật, chứ không niệm Phật sao gọi là tin Phật. Đúng không? Mình tin con người ta thì mình chân thật, mình hết lòng gì người ta thì mới là tin. Tin người ta mà lương ương sao gọi là tin. Nên cuộc đời con người khổ nhất là gì? Sống lương ương, không có định hướng. Sống lương ương không có định hướng, hoặc là sống trong mù quáng mà để đi theo con đường mù quáng. Nhà đứa không sống gì thật sự luôn. Sống mỗi ngày có lý tưởng, có ý nghĩa, toàn là những cái ý nghĩ lợi ích cho người ta. Sống gì mới đặc biệt. Thì Đức mong mấy cô phải gầy dựng gì. Con đường này chúng ta đi đúng rồi. Ví dụ như giờ mấy cô tự gầy dựng cho mình một con đường cũng khó. Nhưng mà có con người đi con đường này lợi ích cho chúng sanh, mình cứ cùng đi chung. Có khác gì đâu. Thật sự mà nói cái đầu với cái mình với cái chân nó là một thể thôi. Chúng ta đừng có nói à, cái gì ta cũng biết ổng. Thật sự mà nói ta không biết mình, nhưng mình cũng cùng một thể với cái đầu mà. Hiểu được nguyên lý này thì tâm lượng mình mở rộng. Ai với Đạo Phật. Cái làm khỏe của mình là mình tính gì nè. Ví dụ giờ làm này xong hết trơn đi, bí chúng về Đức đổ vô là nó từ từ nó chín nè. Xót cả này xong là thấy chúng ta xong rồi đó. Còn cải này chúng ta chỉ cần xào mẻ đem ra thì nó đang múc cái này. Thì có một chảo cải thì nó gấp từ từ. Trong đây chúng ta xào lại gai chứ nó phải re. Nên giờ này mình xong mình ngồi ghế chơi nghỉ ngơi. Làm gì nó khỏe lắm. Còn nếu không mình nói bây giờ phải cố gắng làm tính lau dọn. Tự nhiên nó đẩy mình hoài công việc nó không nghỉ được. Nhưng mà ví dụ như lúc nào rảnh thì nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi. Chứ con ngồi ghế chơi đi.
liên tường. À, liên tường đây nhiêu? À, 9.569 câu, nhưng ghi thì 6.000 thôi. Ghi tắt, bấm nhiều cái nào cũng ghi 6.000. Diệu Hà. Liên Hữu. Liên Hữu là 13.729 câu mà ghi cũng 6.000. Tí quý vị ghi 6.000, nhưng mà cái việc niệm Phật quý vị là niệm Phật thôi, còn ghi là hình thức thôi. Hình thức này để gọi là động viên mình. Còn cái chuyện mình ghi, mình niệm 13.000 câu là 13.000 câu thôi, chứ đâu phải ghi 6.000 là được 6.000 đâu. À, cái chuyện ghi không quan trọng, quan trọng là mình niệm Phật thôi. Nhưng mà ghi để cho nó có tập thể, có sự động viên thì cố gắng niệm Phật, nguyên lý gì thôi. Diệu Hà bấm đủ chưa? Đây. À, 6.000 đủ rồi. Rồi ai Liên Sáng đâu tiêu à? Liên Sáng nhiêu? 10.127 câu. Còn Linh, Linh chỗ nào đâu? Tên đâu? Hết ngọt. A-di-đà Phật. A-di-đà A-di-đà Phật. 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 A di đà 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 A di A di đà A di đà đà Phật. A di đà Phật. Di đà Phật. A di đà Phật. A di đà Phật. A di đà Phật. Ở Tịnh Tông có một số Tịnh Tông người ta niệm Phật á, người ta đi gì nè, tay người ta vũ vậy nè. Tại biết sao? Nó sống động á. Còn ví dụ như mình chắp tay gì hoài, một là nó bỏi tay, hai là nó đơ. Còn người ta đi là người ta biên miễn ta, quan trọng là ta niệm Phật thôi. Niệm Phật sao mà sống động. Ví dụ như giờ nhà Đức nấu ăn với mấy cô trong bếp đi, lúc rảnh nhà Đức dẫn mấy cô đi vòng vòng niệm Phật, nó dẫn hay hơn là lúc rảnh nói chuyện tào lao. Ví dụ như giờ mình niệm Phật nó đặc biệt hơn là mình ngồi nói chuyện cơ hơn chứ. Niệm được 10 câu Phật hiệu cũng ngon, một câu cũng ngon hơn là mình ngồi mà nói chuyện 1.000 câu tào lao bất xét. Không nên á, mỗi một con người biết niệm Phật, biết áp dụng cho nhân viên của mình làm việc chung với mình, nó mỗi lúc mỗi nơi niệm Phật. Mình giờ mình dẫn đầu, mình là người đứng đầu mà, mình làm gì thì họ làm theo đấy. Nếu giờ này mà giờ dẫn đi nhậu là đi nhậu, dẫn nói chuyện tào lao thì nói chuyện tào lao, dẫn ở giường bông giấy chơi thì giao như giường giấy chơi. Nhưng mà giờ mà dẫn đi vòng vòng niệm Phật thì niệm Phật quan trọng. A di đà Phật. 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 A di A di
A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó đi kinh hành này Nhân Đức là đi giống như khởi đầu thì Nhân Đức là người dẫn vậy đó, nhưng mà đi chút thì Nhân Đức cũng đi ra sau lưng họ nữa đi à. Nên cuộc đời của người gì đó đừng nói trước sau gì. Cái góc độ quan trọng là dẫn, là bạn có nhận thức được con đường bạn đi hay không, chứ ngoài ra thì đừng nói bạn đi lâu hay đi mau gì. Bây giờ ví dụ như cái ban đầu Nhân Đức dẫn ta đi, nhưng đi chút Nhân Đức cũng đi sau lưng ta thôi. Nên cái quan trọng là biết mình đang đi ở vị trí nào, đó là cái quan trọng. Chứ đừng có đặt vấn đề về cái việc mà người trên người dưới gì quá đáng, hoặc là người tu lâu tu mau gì. Có những người tu lâu mà mình lại không nhìn thấu bằng người ta mới tu, như mình được ăn đi. Sáng nay chúng ta ba món đồ ăn xong quý vị. Cà chua sốt với chả, cải sầu gừng, bỏ gừng chưa, rồi với thêm nồi canh bí. Ba món đồ ăn gọn nhất, ngon nha, gọn khỏe rẻ. Nên cái đặc biệt là trong công việc niệm Phật và vui vẻ được nha. Nguyện Tam Bảo gia hộ quý vị, ai coi những video này ai cũng vui vẻ an lạc, và tập mình trong mỗi công việc đều niệm Phật được. Chúng vị an lạc đi ơi. Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật.